Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình chuyên đề viêm gan virus B cùng dược sĩ Phạm Xa. Chuyên đề giúp chúng ta giải thích về cái tình trạng bệnh viêm gan virus B, cách điều trị và phòng bệnh. Như chúng ta đã biết, cái lá gan của chúng ta nó rất quan trọng trong cơ thể, nó có chức năng chuyển hóa các chất, tổng hợp các chất và đặc biệt là cái chức năng thải độc cho cơ thể chúng ta. Lá gan được ví như một cái nhà máy hóa học để tổng hợp các chất. Với những người mà bị lá gan bị nhiễm viêm gan virus B thì theo thời gian làm chức năng gan của chúng ta suy giảm, đặc biệt nó có thể gây những cái biến chứng như xơ gan hoặc ung thư gan. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì hiện nay nước ta có khoảng 9 triệu người nhiễm viêm gan virus B, và theo đánh giá của Hội Gan Mật thì các cái xét nghiệm để mà sàng lọc viêm gan B chúng ta chỉ mới làm được 30 đến 40%. Như vậy 60 đến 70% người bệnh chưa được sàng lọc. Và theo báo cáo thí điểm của Hội Gan Mật Việt Nam thì cái tình trạng nhiễm viêm gan virus B ở miền Bắc thì dao động khoảng 20 đến 25%. Như vậy thì cái tỷ lệ nhiễm viêm gan virus B ở nước ta ở ngưỡng nó rất cao. Vì lý do gì mà chúng ta ở nước ta bị cao như vậy? Như chúng ta đã biết thì cái vaccine phòng về bệnh viêm gan B được lưu hành trên thế giới vào năm 1981, nhưng ở nước ta thì đến năm 1997 thì mới đưa vào cái chương trình tiêm chủng. Ở cái giai đoạn đầu thì cũng chưa được cái kết quả như ý. Như vậy những người sinh ra trước năm 1997 thì cái tỷ lệ nhiễm viêm gan virus B nó rất cao. Tuy nhiên có hơn 90% người bệnh không hiểu rõ về cái tình trạng bệnh của mình do không có những cái biểu hiện lâm sàng nó rõ ràng, nên trong quá trình theo dõi và điều trị gặp rất nhiều khó khăn. Đến khi mà có những biểu hiện lâm sàng hoặc đi khám định kỳ phát hiện cái tình trạng bệnh mình thì bệnh đã ở những giai đoạn, tức là có thể suy giảm chức năng gan hoặc gan thô, xơ gan, hoặc có những người ở giai đoạn ung thư gan. Trong thời gian qua tôi nhận được rất nhiều câu hỏi tư vấn về cái tình trạng bệnh cũng như điều trị, và tôi tập hợp lại thành các cái chuyên đề để giúp người bệnh hiểu rõ hơn về cái tình trạng bệnh cũng như cách điều trị. Hiểu rõ tình trạng bệnh là cách tốt nhất để điều trị và phòng bệnh. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chuyên đề 1, làm thế nào để cơ thể chúng ta có cái chuyển đảo huyết thanh nó nhanh hơn. Để làm rõ chuyên đề này thì chúng ta cần phải hiểu rõ những cái mục, tức là chuyển đảo huyết thanh là gì, ý nghĩa của chuyển đảo huyết thanh, và những người đang điều trị thuốc kháng virus và những người không điều trị thuốc kháng virus, và cái chế độ ăn uống. Với chuyển đảo huyết thanh là gì thì như chúng ta đã biết, với những người mà đi làm xét nghiệm có cái chỉ số HBeAg dương tính mà trong quá trình chúng ta điều trị hoặc chưa điều trị mà cơ thể nó chuyển sang HBeAg âm tính, đồng thời cơ thể có cái kháng thể anti-HBe, như vậy chúng ta đã có cái chuyển đảo huyết thanh. Ý nghĩa của chuyển đảo huyết thanh này là gì? Đây là một cái yếu tố rất quan trọng trong quá trình chúng ta điều trị cũng như theo dõi điều trị, bởi vì cái chuyển đảo huyết thanh là cơ thể chúng ta đã có cái kháng thể để chống lại cái virus nó nhân lên, hoặc là trong quá trình virus nó sao chép lên, tức là cái kháng thể này nó tự tiêu diệt cái virus đấy. Và một cái ý nghĩa rất quan trọng nữa là một trong những cái chỉ tiêu để chúng ta đánh giá, cân nhắc việc dừng thuốc kháng virus trong quá trình điều trị dài. Thì trong quá trình điều trị bệnh viêm gan virus B thì có những ở những cái giai đoạn nó khác nhau, nên tôi tạm thời chia làm hai đối tượng. Với đối tượng và đang điều trị thuốc kháng virus thì chúng ta cần phải tuân thủ liệu trình điều trị thuốc kháng virus của bác sĩ, chúng ta không được tự ý bỏ thuốc giữa chừng. Với đối tượng này, để có chuyển đảo huyết thanh nhanh thì chúng ta cần phải làm cho cơ thể chúng ta có cái lá gan nó khỏe mạnh và sạch. Và cái thứ hai, chúng ta cần được giúp cho cơ thể chúng ta có cái hệ miễn dịch tốt. Cái hệ miễn dịch trong cơ thể chúng ta đó là cái tế bào lympho T, đặc biệt là cái CD4 và CD8. Vậy chúng ta cần phải tăng cường cái tế bào lympho T này lên để giúp cơ thể chúng ta nó chống lại bệnh, và đồng thời giúp cơ thể chúng ta nhanh có chuyển đảo huyết thanh hơn. Còn đối với đối tượng mà chưa sử dụng thuốc kháng virus thì sẽ chia làm hai đối tượng nữa. Một đối tượng là có virus đang hoạt động, một đối tượng là virus không hoạt động. Với đối tượng virus hoạt động thì thời gian điều trị khá là dài, nên chúng ta cũng cần phải bảo vệ chức năng gan của chúng ta. Bảo vệ chức năng gan của chúng ta là quá trình peroxit hóa trên màng tế bào gan để chống phá vỡ tế bào gan này, làm cho men gan trong máu nó tăng lên. Bởi vì ở những người này cái tải lượng virus trong máu rất cao, nên chúng ta không bảo vệ tế bào gan thì dẫn đến cái thời gian suy giảm chức năng gan của chúng ta sẽ nhanh hơn. Nên một số người bệnh nên trong quá trình theo dõi điều trị là chức năng gan vẫn bình thường, men gan bình thường, nhưng sau một khoảng thời gian thì đi kiểm tra thì gan đã thô. Đây là do suy giảm chức năng gan, do virus nó sống trong tế bào gan của chúng ta nó quá lớn. Còn với đối tượng mà virus ở cái thể nó không hoạt động thì tải lượng virus thường là trong máu thường nó thể thấp hơn, thông thường là nhỏ hơn 14,5 copy/ml. Ở cái đối tượng này thì chúng ta điều trị nó sẽ dễ hơn so với cái đối tượng virus mà đang ở thể hoạt động. Nhưng chúng ta cũng cần phải làm cho lá gan chúng ta khỏe mạnh và lá gan chúng ta sạch, tức là không đi xét nghiệm men gan chúng ta bình thường, đi siêu âm thì chức năng gan chúng ta không bị thô. Một cái quan trọng nữa của đối tượng này là chúng ta cần phải nâng đỡ cái miễn dịch của chúng ta, cần phải tích lũy cái miễn dịch của chúng ta đủ để chuyển sang cái chuyển đảo cái thanh. Bởi vì đối tượng này đã có HBeAg âm tịnh rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần là có cái anti-HBe nữa là cơ thể chúng ta có chuyển đảo. Và khi chúng ta tích lũy đủ như vậy thì cái hệ miễn dịch của chúng ta cũng làm cho virus trong cơ thể chúng ta nó giảm xuống. Tốt nhất chúng ta nên điều trị để đưa cái định lượng virus về dưới ngưỡng. Như vậy thì ở cái giai đoạn này chúng ta cần phải điều trị làm thế nào để lá gan chúng ta khỏe, hệ miễn dịch chúng ta tốt và tích lũy cái hệ miễn dịch đủ để đưa cái định lượng virus về dưới ngưỡng. Như vậy chức năng gan chúng ta sẽ khỏe mạnh và đồng hành với cùng chúng ta theo thời gian mà không bị ảnh hưởng gì về cái yếu tố của viêm gan virus và xơ gan. Trong quá trình điều trị thì chúng ta cũng cần phải kết hợp một cái chế độ ăn và chế độ tập luyện tốt nữa thì chúng ta mới có một cái chuyển đảo huyết thanh toàn diện hơn. Với cái chế độ ăn, người bệnh về viêm gan virus B ấy, thì chúng ta cần phải kiêng những cái thực phẩm mà liên quan đến như rượu bia, mỡ, nội tạng, giảm ăn các cái thực phẩm như đồ chiên nướng, chiên xào, đồ cay nóng, vì những cái bản chất những đồ đấy sẽ làm ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa, ảnh hưởng đến cái lá gan của chúng ta, làm tăng cường hoạt động của chức năng gan của chúng ta lên. Thì mà chức năng gan của chúng ta đã bị nhiễm viêm B rồi, nó có suy giảm nhất định rồi. Ngoài ra chúng ta cần phải có một chế độ ăn tốt để cho cơ thể chúng ta có sức khỏe tốt, có kháng thể tốt. Chúng ta nên ăn đủ protein, tức là các cái thịt nạc. Chúng ta ăn rau xanh, đủ rau xanh, trái cây. Đặc biệt là chúng ta phải ngủ sớm. Chúng ta nên ngủ trước 22 giờ. Với chức năng gan thuộc huyết tàng âm, về buổi chiều nó hoạt động nó giảm, nên chúng ta đi ngủ sớm để chức lá gan chúng ta nó thanh lọc, nó hô hấp, nó tái tạo lại cái năng lượng để ngày mai chúng ta cái chức năng gan nó hoạt động nó tốt hơn. Và chúng ta nên dậy sớm, tốt nhất dậy sớm trước 6 giờ để chúng ta tập thể dục, để tăng cường cái vận động, vì giai đoạn đấy là cái hành gan hoạt động nó tốt nhất. Ngoài cái chế độ ăn uống, tập luyện, ngủ nghỉ, nên chúng ta cũng có một cái chế độ công việc nó phù hợp nữa, tránh những cái tình trạng lao động quá sức, làm việc trong cái môi trường nó ô nhiễm, hoặc làm việc mà nhất những người làm việc theo ca vào ban đêm ấy, thì ban ngày chúng ta cần phải ngủ đủ để bù cho cái buổi tối chúng ta thức. Như vậy thì cơ thể chúng ta mới có một cái chuyển đảo huyết thanh toàn diện từ điều trị, phòng bệnh, ăn uống và chế độ tập luyện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi cái chuyên đề làm thế nào để cơ thể chúng ta chuyển đảo huyết thanh nhanh hơn cùng Dược sĩ Phạm Xa. Hẹn gặp lại quý vị trong cái chuyên đề tiếp theo.